Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con DMC Devil May Cry nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký đi. I killed her. And you are stronger now. Isn't that what you always wanted? Power. Absolute power, Virgil. You are a son of Sparta. Become the son of Sparta. Welcome to hell, brother. I don't have a brother anymore. Cute. You know, I was the one running away, living in the slums. You enjoyed a comfortable life. Look who's on top now. You don't belong anywhere. Guess that's why you're here. Well, that and because I killed you. Lại chiến đấu nữa. Nhưng mà tập trước là mình đã giết chết con cát rồi, cho nên là mắt của Virgil nó đổi sang màu đỏ. Hey, up here. Sao lại có hai đường? Ở đây đi, đây là cái chỗ nãy mà đứng nhìn đấy. Bắn lên. Ủa? À đúng rồi, cái chỗ nãy mình đứng, thằng Dante nó đứng nó nhìn. Bây giờ là bắn qua đây chứ. Virgil là không có vũ khí như là Dante, nhưng mà thanh kiếm của Virgil có thể bật mod lên được. Mod Demon. Thanh Yamato có thể vừa bật mod Demon mà vừa có thể bật mod của Angel nữa. Nếu các bạn thấy là mấy cái đòn lướt ấy, đều nằm ở mod Angel hết. Cái điểm khác nhau của cái chiêu mà phải của gì đó mod Angel là nó sẽ xoáy, nhưng mà cái mod đi mình đó là nó đâm kiếm xuống đất. Lúc đánh với lại Dante mình đâu thấy cái kỹ năng này được coi. À, kỹ năng này có sau khi mà mình giết con khác mình lĩnh hội được. Mình cũng nâng được cái kêu chém này nè, đó rất là ngầu luôn.
Are you following me? You know you can't keep up with your big brother. Try harder. Lại thêm được một cục nữa. Bơi sổ. Ủa, tại sao đánh tê nó lại màu trắng rồi? Mình vẫn chưa hiểu lắm. Chà, đánh tê ở đây nói chuyện cũng khá là bồn bột nữa. Khác lại đánh tê mà mình biết. Dù là đánh tê mình biết thì nó cũng ngổ ngáo lắm, nhưng mà sau khi mà nó làm nhiều việc tốt rồi thì nó sẽ không còn như ngổ ngáo giống như trước rồi. Và để kỹ xung quanh. À, cái này cái bình máu thôi. Bình máu đó thì không có cần thiết lắm. Cái mà tăng máu vĩnh viễn rồi cái đó nó mới ngon, rồi nó giúp máu mình dài ra, mà máu mình dài ra thì sau này đánh với lại mấy con boss nó sẽ dễ hơn. Người ta đây. Oh. Ở dưới địa ngục là có những cái bộ thì những cái phần mà nó bị mờ, cho nên là mình phải tác động lên, sử dụng cái canh kiếm linh hồn bắn vô đó để nó tác động lên. Đây là kỹ năng của Virgil nhé. Kỹ năng của Dante là rung động thời gian, nhưng mà kỹ năng của Virgil là triệu hồi ra những cây kiếm bao quanh mình vậy. So với Dante thì Virgil giúp điểm cái con to đó nhanh hơn. Stop running, Dante. Dưới này có cái hố, không phải là nhảy xuống hố rồi. Stop following me around. Nhưng ở đây nó lại có đường thôi. Mình đu lên đó là đúng rồi, nhưng mà chỗ này lại có một cái đường. Đây đây đây. Lại thêm một cục nữa. Tổng thời thì mình đã có 3 cục rồi. 3 cục nhỏ. Lại chỉ cần một cục lớn nữa. Bây giờ mình còn một cục lộn, một cục nhỏ nữa thì nó sẽ tạo thành 4 cục lớn. Một cục lớn. Thì
nói lộn rồi. 4 cục nhỏ tạo thành một cục lớn. Thì cục lớn nó sẽ tăng máu vĩnh viễn với mình. Còn mấy cái cục nhỏ hả là nó không có làm được gì nữa. Ôi bật bật cái kỹ năng kiếm này lên hẳn là được ép rất là nhanh luôn. Tại kiếm nó cứ xoay là mấy con này đứng gần mình là sẽ bị đam hết. Mình rất là ghét đánh mấy con bay này nhá. Mấy con bay này mà nó bay ra khỏi cái tầm đó là mình, nếu mà mình đu theo nó mình đánh đó là mình cũng bị rớt theo. Cái chỗ này nhìn giống cái chỗ này giống như là cái gì ta, cái bùng binh mà lúc mà mình với lại Dante đang đi thì bị cái lũ quỷ nó bắt vào. Khá là giống. Chỉ có điều là cái sàn bên dưới là nó bị vỡ rồi. Ui. Tại sao thằng Dante nó lại có màu trắng nhỉ? Mình nghĩ đó cũng không phải là Dante bản gốc đâu. Nãy cái pha hồi nãy hình như là chém vừa chém mà vừa có sức mạnh của quỷ ở trong đó nữa hay sao mà mình thấy bốc lửa luôn. Để cái chiêu mà chém cái khoảng không á,
nó hạ được những cái con cầm khiên luôn, trong khi mà mình vẫn chưa phá cái khiên nó nhưng mà vẫn hạ được. Đảo xung quanh đây trời. Chắc hết rồi, không còn cái gì ở khúc này để mình lấy nữa. Seems you have nowhere to go. Đánh tê này nó hết chạy được rồi, nó bị thương do mình quăng cái chiếc xe tàu điện ngầm trên người đó. Oh, I've been waiting for this. Cả Dante dùng cây kiếm, Virgil dùng cái cây kiếm của Dante để đâm Dante. Good. No. Please don't. You don't need it anymore. Ok, thì video này chắc mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bài nói hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.